chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sibo, full cái dàn đồ chơi bạc cũ, có một tay chơi xe tại quận 8. Dù nó bị khai tử hơn cả chục năm nay, nhưng đến nay cái chiếc Suzuki Sibo vẫn rất được anh em chơi xe ưa chuộng. Và hiện nay có rất giá trị nên ở trên thị trường mà được anh em săn đón nồng nhiệt với mức giá đắt đỏ. Sẽ được trang bị cho mình cụm thắng Rainbow AZ19 để kiểm soát hành trình phanh trước của xe được tốt hơn. Tuy nhiên do kích thước cụm phanh lớn nên người chủ khoét rộng cái phần dàn áo để không bị cả cấn. Phía bên tay con giúp em tạo thành một cặp với phần tay thắng. Cái mẫu tay này là sản phẩm tuyệt vời kết hợp từ cái chất lượng cho đến giá thành. Bao tay Domino đi cùng chiếc gù Rakuda CNC nguyên khối vô cùng đẹp. Lực phanh của heo dầu trước được thay đổi theo đến từ Nissin, chuyển thành cái dòng Rainbow lục lớn 2 mét đối xứng cao lớn, thường được dùng trên những mẫu động phần cơ lớn. Để bắt vào heo dầu giáo phục, người ta phải CNC một phát heo trung vàng và đã đạt tỉ mỉ, vô cùng tỉ mỉ, sao cho heo ăn hết được đĩa mà còn phải không bị cả cấn và cái mâm của Raider. Ẩn hiện phía sau cái phần cách chim là bộ pen đập Rainbow đi cùng với cái phần chân CNC cùng với dàn ốc inox 3 định từ Saraya siêu bóng. Cái mẫu pen này được truyền tải cái lực phanh đến cái dàn chân sau được tốt hơn. Cái phanh đĩa sau vẫn ở dụng heo Rainbow lục lớn 2 mét xứng được bắt kèm một cái phát heo dầu CNC. May mắn cho người chủ là phần cái cánh mâm Raider khá nhỏ nên không bị cả cấn trong quá trình sử dụng. Và đây là tổng thể đầy đủ cái chiếc xe cừng. Exeter 1/10, cái cân lốc màu da cam đầy nam tính. Có thể nói, độ xe là một trong những môn nghệ thuật đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức, thời gian, tiền bạc. Điển hình là cái chiếc Exeter 1/10 bên dưới đây đã được biến tấu lại hàng tá đồ chơi giá trị. Cái chiếc xe độ khoét cho mình một dàn áo sơn tem đấu vô cùng cá tính với chủ đạo là cái tông màu cam đặc sắc. Nhìn xuống đến cái dàn chân, ta thấy ngay cái sự mới lạ nhưng cũng không kém phần quen thuộc với cố chromo vì nhôm cùng với cái cầm vàng kết hợp cùng với cái đĩa thắng nguyên bản và cố định bằng 5 chốc lục giác titan. Qua một bàn tay tài hoa của người thợ khiến chiếc xe có một cái bộ tem vô cùng đẹp, tựa như một bức tranh kiểu đồ của những cái danh họa nổi tiếng. Cái dàn đuôi xe cũng được thu nhỏ lại gọn gàng hơn với cái nhanh mua tiếp cùng với cái đó là dàn ép xếp. Chiến mã hầm hổ khoe dáng cùng với cái cô chủ nhỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nhớ like, share, subscribe.